Chào toàn thể anh em, hôm nay mình làm cái clip này chỉ nói về một vấn đề duy nhất. Trong thời gian qua có nhiều thành phần nào đó mà mạo danh là công ty nhân viên của công ty đòi nợ đất Bắc đi làm những chuyện mà không đáng về bắt cái uy tín của công ty. Thứ nhất, mình nói cho mấy bạn nghe tìm hiểu về cái công ty của mình. Công ty của mình á, địa chỉ á, tổng công ty là ở 1007 Phan Văn Trị, Gò Vấp, và văn phòng đại diện của công ty á là 85 Hà Vi Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Và nhân viên của công ty mình á, nhân viên chính thức của công ty là phải mặc đồng phục. Thứ hai là phải có xe nghiệp vụ, và thứ ba cái điều quan trọng nhất, công nhân viên của công ty là phải đeo thẻ. Đó. Hôm nay mình chỉ nói để cho mọi người cảnh giác, để thôi những cái thành phần khác mạo danh lấy cái tiếng của công ty của mình đi làm những chuyện mà làm mất cái uy tín của công ty cho mọi người biết, cho nên mọi người nên cảnh giác cái điều này đó. Và hiện tại có ai có những cái khoản nợ nào mà khó đòi cứ liên hệ với công ty để được tư vấn về luật á, về pháp lý á, cứ liên hệ trực tiếp với công ty, lúc đó mình sẽ tư vấn miễn phí cho anh em luôn chứ không cần phải tính phí đâu nha.